Kính mời tất cả bà con cô bác cùng tất cả quý vị, chúng ta cùng thưởng thức một phần trình diễn rất là ấn tượng, một giọng hát ngọt ngào, dung dinh tình ái, một gương mặt điển trai. Và đây là một trong số những nghệ sĩ trẻ mà bản thân MC, tức là chú Bùi, cũng rất là thần tượng. Kính mời tất cả quý vị, chúng ta dành cho nhau một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phần trình diễn nam nghệ sĩ trẻ Hồ Minh Đương. Nữ hả? Dạ. Tại lời đầu tiên cho phép mà Hồ Minh Đương xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả những người bác, người cô, người chú, người anh, người chị, lời chào thân thương. Hồ Minh Đương hôm nay đến với mẹ đồng quê. Hồ Minh Đương cũng xin kính chúc cho tất cả bà con đây đây dồi dào sức khỏe, làm ăn thành công. Và Hồ Minh Đương cũng không biết nói gì hơn, cũng ngày Trung Thu, với lại là một cái tháng mà miền Bắc đã mà gây ra một cái trận bão Yagi rất là nặng nề. Và Hồ Minh Đương cũng không biết nói gì hơn, xin chúc cho mau vượt qua. Và Hồ Minh Đương cũng có một chút lòng để gửi tới cái phần từ thiện này để mà giúp đỡ người miền Bắc. Và Hồ Minh Đương gửi xong Hồ Minh Đương hát, dạ cho một tràng pháo tay lớn lớn lấy tinh thần, dạ. Tôi xin gửi một bài tân tổ được mang tên Đêm Tả Từ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Dục luôn cái bóp vô luôn cũng được mà. Dạ. Ủa, rất là nhiều anh em nghệ sĩ, dạ. Rồi mai ta cứ ta
Xin cảm ơn.